Đỏ lên xe qua Hà nhằm khống chế hàng tốt. Đen vào pháo đầu vừa công vừa thủ. Nước cờ chính xác. Đen còn hai khả năng đi quân khác. Một là đen đi xe 9 bình 8. Cờ đỏ tiên thủ. Hai là đen đi xe 1 tiến 1. Cờ đỏ chờ. Xe 8 tiến 6. Cờ đỏ hơi ưu. Như đen pháo 6 bình 5. Hình thành trung pháo cấp tiến trung binh. Đối phản cung mã tiến thất tốt. Bố cục hữu xa qua Hà đối bổ trung pháo. Đỏ nhảy mã dọc cánh trái. Đổi lại như đỏ đi xe 2 bình 3 đẻ mã. Đỏ nhảy mã. Đổi lại như đỏ đi pháo 8 bình 7. Cờ đỏ có hai khả năng ứng phó. Một là đỏ đi mã 8 tiến 9. Cờ đen vừa lòng. Hai là đỏ đi tốt 7 tiến 1. Cờ đen phản tiên. Như đỏ mã 8 tiến 7. Đen hoành sát cánh phải.
đổi lại, nhà đi tốt 3 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Như đen xe 1 tiến 1. Cờ đen vừa lòng. Như đỏ mã 8 tiến 7. Đến đây cờ đen hai phương án đi quân. Một là xe 9 tiến 2 và hai là xe 1 tiến 1. Còn như nếu đang đi mã 7 tiến 6. Cờ đỏ dễ đi. Phương án đi quân thứ nhất của đen, xe 9 tiến 2. Đen cao tả xa là đề phòng đỏ đi xe 2 bình 3 đẻ mã. Đến đây cờ đỏ có 5 khả năng đi quân. Một là xe 9 tiến 1. Hai là pháo 8 lùi 1. 3 là mã 3 tiến 5. 4 là mã 7 tiến 5. Và 5 là tốt 5 tiến 1. Còn như nếu đỏ đi pháo 8 bình 9. Cờ đen vừa lòng. Khả năng đi quân nước đỏ xe 9 tiến 1. Đến đây cờ đen có hai khả năng đi quân. Một là tốt 3 tiến 1. Và hai là mã 7 tiến 6. Còn như nếu đang đi pháo 2 tiến 4. Đến đây cờ đen có hai khả năng ứng phó. Một là đen đi pháo 2 lùi 5. Cờ đỏ tiên thủ.
Hai là Daddy Pháo Hai Bình Long. Cờ đỏ ưu thế. Khả năng đi qua giấc đen tốt 3 tiến 1. Đỏ bình xe lách. Đổi lại, như đỏ đi C2 bình 3 đẻ mã. Cờ đỏ xuất quân anh hơi tốt. Như đỏ xét 9 bình 6. Hình thành thế cờ hòa. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
Hình thành thế cờ hòa. Khả năng đi câu thứ hai của đen hình cờ này là mã 7 tiến 6. Đỏ bình xe ra nách. Đổi lại, như đỏ đi tốt 5 tiến 1. Đen hoành xe nhằm tăng tốc độ xuất quân. Nước cờ trọng yếu. Cờ đen vừa lòng. Như đỏ sẽ 9 bình 6. Cờ đỏ dễ đi.
mà các bạn xem lại cách đi qua này. Cờ đỏ dễ đi. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận Trung pháo đối phản Cung mã.